Hải Yến xin chào các bạn. Các bạn thân mến, công cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất là một công việc đòi hỏi các nhà khoa học cần có sự tập trung cao độ và họ cần phân tích kỹ những điều kiện lý tưởng cho sự hình thành của sự sống. Mới đây, ngày 24 tháng 6 năm 2020, một nhóm chuyên gia đến từ phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA đã công bố trong một bài thuyết trình, họ cho rằng nhiệt lượng đã tạo ra các lớp trên những đại dương băng giá của Europa. Phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học hy vọng về một sự sống ngoài trái đất. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Top Thú Vị đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Top Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá! Europa là một vệ tinh tự nhiên của Mộc Tinh. Nó được xếp ở vị trí thứ 6 tính từ Mộc Tinh trở ra. Nó được phát hiện lần đầu bởi hai nhà khoa học Galileo Galilei và Simon Marius năm 1610. Có một điều thú vị là cả hai nhà khoa học này họ đã phát hiện ra Europa một cách đồng thời và độc lập với nhau. Với đường kính vào khoảng 3.100 km, Europa được biết đến là vệ tinh có kích thước lớn thứ 6 trong hệ mặt trời. Nó di chuyển xung quanh Mộc Tinh với vận tốc khoảng 13,74 km/giây và nó mất 3,5 ngày để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo quanh Mộc Tinh. Bắt đầu từ giữa những năm 1990, các nhà khoa học đã nghiên cứu về Mộc Tinh và các vệ tinh của nó. Họ cho rằng ở trên Europa có thể chứa một đại dương ngầm dưới các lớp băng giá lạnh của bề mặt. Và mới đây, ngày 24 tháng 6 năm 2020, một nhóm nghiên cứu đến từ phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA đã tuyên bố rằng Europa đang xảy ra những hiện tượng tạo lớp trên những đại dương băng giá của nó. Nhóm nghiên cứu đã tìm thấy những bằng chứng chứng minh đại dương của Europa có thể bắt nguồn từ sự phá vỡ các khoáng chất chứa nước ở bên trong vệ tinh này. Theo nhóm nghiên cứu, quá trình này có thể xảy ra độc lập, chúng tạo thành các lớp riêng biệt giống như các lớp của củ hành. Ngoài ra, họ cho rằng lõi của Europa đậm đặc hơn nhiều các lớp vỏ bên ngoài. Điều này có nghĩa chúng đã phải trải qua một nhiệt lượng cao trong quá khứ. Và cho tới hiện tại, nhiệt lượng này vẫn đủ để tạo ra một đại dương chất lỏng dưới các lớp băng bao phủ bên ngoài. Nguồn nhiệt này có thể là sự phân rã phóng xạ từ lõi của Europa, hoặc cũng có thể nó được tạo ra từ sự phân tán thủy triều do tương tác với Mộc Tinh và các mặt trăng lớn gần đó. Nếu Europa có một đại dương chất lỏng ở bên dưới và những quá trình tạo lớp khoáng chất đang xảy ra trên bề mặt, thì nó rất giống quá trình đã tái tạo các lớp ở trên trái đất. Chính điều này đã hứa hẹn Europa trở thành một mặt trăng có thể tồn tại sự sống trong hệ mặt trời. Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2019, NASA cũng tuyên bố họ phát hiện ra hơi nước trên bề mặt của Europa. Phát hiện này càng củng cố niềm tin rằng Europa tồn tại một đại dương chất lỏng dưới bề mặt. Theo NASA, lượng hơi nước bốc lên từ bề mặt của Europa rất lớn. Theo tính toán thì nó vào khoảng 2.300 tấn trên giây. Nó nhiều đến mức chúng có thể lấp đầy một bể bơi đạt chuẩn Olympic chỉ trong vài phút. Theo các nhà khoa học, để một nơi có đủ điều kiện cho sự sống phát triển, chúng cần có ba yếu tố chính, đó là năng lượng, các nguyên tố hóa học và nước ở dạng lỏng. Với hai yếu tố năng lượng và các chất hóa học như carbon, hydro, oxy, ta có thể khá dễ dàng tìm ra chúng trong hệ mặt trời. Nhưng yếu tố nước ở dạng lỏng thì rất khó tìm thấy bên ngoài trái đất. Bởi vậy, nếu Europa có tồn tại đại dương ngầm và hơi nước ở bề mặt, điều này chứng tỏ đây là một khu vực hiếm hoi trong hệ mặt trời mà chúng ta có thể tìm thấy đủ cả ba yếu tố tiền đề cho sự sống. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học đưa ra hơi nước ở trên bề mặt của Europa. Năm 2018, các nhà nghiên cứu trong sứ mệnh Galileo đã tiết lộ tàu vũ trụ có thể đã bay qua một đám mây cách đây khoảng 20 năm. Vào năm 2016-2017, các nhà khoa học cũng phát hiện tín hiệu của hơi nước trong suốt 17 đêm quan sát Europa. Điều này chứng tỏ chắc chắn thế giới trên Europa là một nơi đáng để nghiên cứu cho việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Ngoài ra, trên Europa có một đặc điểm nổi bật khác, đó là độ phản xạ rất cao. Lớp vỏ băng giá của nó mang lại cho Europa một suất phản chiếu 0,67, một trong những mặt trăng có suất phản chiếu cao nhất hệ mặt trời. Khi nghiên cứu kỹ hơn về Europa, các nhà khoa học cho rằng cấu tạo của mặt trăng này rất giống cấu tạo của bốn hành tinh phía trong của hệ mặt trời.
Tức cấu tạo của nó chủ yếu là đất đá silicat. Phần vỏ ngoài được cấu tạo từ băng đá, ở phía dưới là lớp chất lỏng, dày cỡ khoảng 100 km. Khi nghiên cứu về từ trường của Europa, các nhà khoa học nhận thấy vệ tinh này có một từ trường cảm ứng với từ trường của Mộc Tinh. Điều này cho thấy bên dưới bề mặt của Europa phải có một lớp chất dẫn điện, có thể là một lớp muối dày. Mặt khác, lõi của Europa có thể có cấu tạo từ một lõi sắt tương tự như lõi của trái đất. Vào năm 2014, các nhà khoa học đã phát hiện bề mặt của Europa có thể tồn tại các mảng kiến tạo tương tự như bề mặt của trái đất. Nó được coi là những hoạt động hữu ích cho sự tiến hóa của sự sống trên trái đất. Tổng hợp lại tất cả những dữ liệu trên, các nhà khoa học cho rằng đại dương dưới bề mặt Europa có thể tồn tại sự sống. Đại dương này có thể tồn tại môi trường tương tự như những môi trường gần các ống phun nước nóng ngầm dưới đáy biển của trái đất, hoặc giống như môi trường trong các hồ ở Bắc Cực. Mặc dù cho đến nay, người ta vẫn chưa khẳng định được có sự sống trên mặt trăng Europa hay không, nhưng khả năng tồn tại đại dương trên vệ tinh này đã thúc đẩy các nhà khoa học xây dựng những dự án thăm dò Europa. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, khi hai tàu thăm dò Pioneer 10 và Pioneer 11 là những tàu thăm dò đầu tiên được nhân loại gửi đến Mộc Tinh. Lúc này, chúng đã chụp được những hình ảnh của vệ tinh lớn của Mộc Tinh, nhưng chúng khá mờ nhạt. Sau đó, tàu thám hiểm Voyager đã bay qua vệ tinh Europa vào năm 1979 và tiếp tục là tàu thám hiểm Galileo đã bay quanh quỹ đạo của Mộc Tinh từ tháng 8 năm 1995. Và kể từ đó đến nay, chúng đã cung cấp cho các nhà khoa học những hình ảnh rõ nét nhất về bề mặt của Mộc Tinh và các vệ tinh của nó, trong đó có Europa. Người ta đang đề xuất tiến hành nhiều dự án để tìm hiểu thêm về các mặt trăng của Mộc Tinh và họ cho rằng cần có các tàu vũ trụ đổ bộ lên Europa. Và đương nhiên, tham vọng lớn nhất của các nhà khoa học đó là tìm kiếm dấu vết của sự sống trong đại dương ngầm của Europa. Nhưng những kế hoạch phóng các tàu thăm dò này gặp rất nhiều khó khăn do vấn đề kỹ thuật cũng như vấn đề tài chính. Nhiều dự án được phê duyệt nhưng cuối cùng đều bị hủy bỏ giữa chừng. Vào năm 2009, một dự án EJSM được liên kết bởi NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA. Họ dự kiến sẽ phóng tàu vũ trụ đến Mộc Tinh, bao gồm 3 thiết bị, trong đó có một tàu thăm dò bay quanh Mộc Tinh do ESA phụ trách, một tàu thăm dò bay quanh Europa do NASA đảm nhiệm và một vệ tinh nghiên cứu về từ trường của Mộc Tinh do JAXA phát triển. Theo kế hoạch của dự án, trong năm nay 2020, dự án sẽ được thực hiện. Nhưng đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa có bất kỳ một công bố chính thức nào cho thời gian phóng tàu vũ trụ đến Mộc Tinh. Chúng ta cùng chờ xem liệu trong năm nay các nhà khoa học có thực hiện được điều đó hay không nhé! Qua đây chúng ta có thể thấy, việc nghiên cứu và thăm dò các khu vực trong hệ mặt trời cũng gặp rất nhiều khó khăn với các nhà khoa học. Tính ra, Europa chỉ cách mặt trời một khoảng cách trung bình là 780 triệu km. Điều này có nghĩa khoảng cách của nó tới trái đất chỉ hơn 600 triệu km mà thôi. Vậy mà nó đã gây rất nhiều khó khăn với nền khoa học hiện tại. Hay Yến mong rằng, trong một tương lai không xa, khoa học kỹ thuật của nhân loại sẽ phát triển đủ mạnh để chúng ta có thể khám phá bất kỳ nơi đâu trong hệ mặt trời. Công bằng mà nói, tính đến thời điểm hiện tại, Europa vẫn là một trong các mặt trăng đáng chú ý nhất của hệ mặt trời. Trong quỹ đạo di chuyển của mình, nó cứ tiến lại gần rồi lại rời xa Mộc Tinh. Điều này làm cho thay đổi ảnh hưởng trọng lực lên nó. Kết quả là Europa liên tục bị ép chặt và rồi được nhả ra như một bong bóng chứa đầy nước, tạo ra các nứt vỡ và đứt gãy trên bề mặt. Tuổi của Europa được ước tính vào khoảng 4,5 tỷ năm tuổi, tương đương với tuổi của Mộc Tinh. Nhưng khi nghiên cứu về bề mặt của Europa, họ ước tính rằng nó chỉ có tuổi đời vào khoảng từ 20 đến 180 triệu năm. Điều này cho thấy bề mặt của Europa có tuổi đời khá trẻ. Chúng có thể được hình thành và bồi đắp rất lâu sau khi Europa được hình thành. Ngoài ra, ở trên Europa có một nhiệt độ rất lạnh. Chúng được ví như một mặt trăng băng giá. Theo tính toán, nhiệt độ bề mặt của Europa chỉ khoảng từ âm 171 độ C đến âm 223 độ C. Đây quả thực là một thế giới băng giá. Không những vậy, khi các nhà khoa học sử dụng máy đo quang phổ từ kính viễn vọng không gian Hubble, họ nhận thấy áp suất khí quyển của Europa rất loãng. Nó chỉ bằng 10 mũ âm 11 lần áp suất khí quyển của trái đất. Chính vì vậy, việc sinh sống trên bề mặt của Europa có lẽ là một thách thức lớn với các loài sinh vật, bởi vì nó quá lạnh giá và khắc nghiệt.
Nhưng dù sao, với những tín hiệu tìm thấy được từ đại dương ngầm của Europa, chúng ta có thể hy vọng rằng ở trên đó tồn tại một hệ sinh thái đặc biệt dưới lớp băng bao phủ của bề mặt. Và đương nhiên, nếu có sự sống ở trên đó, chúng có thể sẽ khác với sự sống đang tồn tại trên trái đất. Cho dù ở đó có thể chỉ tồn tại những loài sinh vật đơn giản, nhưng điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên mặt trăng Europa của Mộc Tinh. Hy vọng rằng trong tương lai các nhà khoa học sẽ tìm thấy sự sống trên vệ tinh này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy video hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Top Thú Vị các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.